chào Quang Huy. Xin ông đánh giá thế nào về trận đấu ngày hôm nay? Việc câu lạc bộ Hà Nội hòa với Thanh Hóa thì càng làm cho cái khoảng cách của chúng tôi, nếu chúng tôi mà có 3 điểm trận đấu ngày hôm nay thì cái khoảng cách ở cuộc đua vô địch thì nó sẽ có nhiều cái gọi là cạnh tranh tốt hơn. Cả hai đội tôi nghĩ đều hướng tới một chiến thắng, nhưng mà trận đấu hôm nay rất tiếc là có nhiều cơ hội nhưng mà cả hai đội đều không tận dụng được. Có rất nhiều cơ hội nhưng mà tiền đạo của chúng tôi không tận dụng được. Nếu chúng tôi có 3 điểm ở trận đấu ngày hôm nay thì cuộc đua vô địch nó sẽ có nhiều gay cấn hấp dẫn hơn. Đối với tôi, đội chúng tôi thì việc thiếu vắng các cầu thủ trụ cột như là Tấn Tài và Thuận và Jemelin. Nhưng mà như các bạn còn nhớ là cái trận đầu tiên chúng tôi đá với Viettel tại sân Bình Định, lúc đấy sân Quy Nhơn đấy thì bị Covid, thì tất cả cầu thủ đều sẵn sàng và nếu người này không làm nhiệm vụ được thì người khác sẵn sàng thay thế. Tôi nghĩ trọng tài ngoại thì sẽ làm an tâm hơn cho các đội bóng, cầu thủ hai đội. Nhìn chung thì họ có vẻ là công tâm hơn so với trọng tài nội, nhưng mà tôi nghĩ trình độ cũng không có hơn gì nhiều với trọng tài nội của chúng ta. Tôi nghĩ trận đấu này họ làm cũng tốt nhưng mà có một vài cái lỗi nhận định người ta cũng bỏ qua, nhưng mà tôi nghĩ là không có vấn đề gì lớn trong cái trận đấu ngày hôm nay để các đội hai đội phải phàn nàn về vấn đề trọng tài. Cũng như các bạn biết, tôi là một xin lặp lại một lần nữa là trận đấu trước đây của Bình Định Viettel ở vòng 1 đầu tiên thì cũng huấn luyện viên Đức Thắng cũng bị Covid và toàn đội cũng bị Covid. Chúng tôi chỉ có 11 cầu thủ thi đấu chính thức và 3 cầu thủ dự bị. Nhưng toàn đội chúng tôi vẫn chơi tốt ở trận đấu đó, mặc dù thua nhưng tôi vẫn chơi thi đấu tốt. Hôm nay thì đội chúng tôi nó là một khối đoàn kết, thì việc khi huấn luyện viên Đức Thắng không thể chỉ đạo trực tiếp được thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ trước trận đấu để mà anh em cùng nhau mà thay nhau chỉ đạo cùng với cái huấn luyện viên Thắng. Tôi nghĩ là vấn đề là còn 3 vòng đấu nữa thì đội chúng tôi vẫn đạt cái chỉ tiêu là phấn đấu ở ngôi vị cao nhất. Còn vấn đề đến đâu thì nó sẽ kết thúc mùa giải thì sẽ tính tiếp. Còn mục tiêu thì vẫn là đạt cái vị trí mà cao nhất có thể. Các bạn đã biết rồi, Văn Lâm ở trình độ như thế nào? Anh ta là một thủ môn có đẳng cấp. Nên việc tôi nghĩ việc anh ta thể hiện trận đấu ngày hôm nay đó là một điều bình thường đối với trình độ của cậu ấy. Cảm ơn.